ba là các hình ảnh về chấn thương tạm đập, chấn thương ruột và keo, chấn thương bàng quang và chấn thương đầu hồi. Về tổng quan một chấn thương bụng thì nó là nguyên nhân tử vong hàng thứ hai sau một ung thư và bệnh mạch máu, nguyên nhân hàng đầu tử vong ở những người dưới 40 tuổi. Và đúng rồi, có những hợp lý mà mình chấn thương bụng là chủ yếu là tai nạn giao thông, không những người trẻ thì tham gia giao thông nhiều hơn. Thì chấn thương bụng có hai loại: chấn thương bụng chính và hở. Và chấn thương bụng ngày nay ta xu hướng là điều trị bảo tồn là chính, nhất là chấn thương thận đa số là ta điều trị bảo tồn. Về các hướng mà cái lực mà chấn thương thì nó gây ra những cái gối bị chấn thương, thì nếu mà cái lực tác động từ bên phải thì ta thấy là từ vị trí gan phải, thận phải, cơ bàn, đầu tụy, tá tràng, tĩnh mạch phổi dưới. Nếu mà cái lực tác động từ ở giữa thì vị gan trái, thận tụy, động mạch chủ, đại tràng ngang, tá tràng và non. Nếu mà cái lực tác động từ bên trái thì tổn thương đường thất, thận trái, cơ bàn và đuôi tụy. Về vai trò của CT trong chấn thương bụng thì cái vai trò nó là đánh giá ban đầu của chấn thương bụng tính và chấn thương bụng hở. Về CT cũng có vai trò trong quá trình theo dõi của điều trị bảo tồn ha. Trong quá trình điều trị bảo tồn cho CT theo dõi kiểm tra có tiến triển của bệnh nhân nào. Và CT cũng có vai trò nữa là loại trừ các tổn thương cũng như là xác định được những cái quan cũng là không bị tổn thương. Về hình học trên một CT chấn thương bụng thì có những cái dấu hiệu, theo các chị có những dấu hiệu gì đối với chấn thương bụng thì mình thấy được những dấu hiệu gì? Dịch của bụng ha, có gì nữa chị? Chảy xương mà chấn thương bụng mà coi được CT mình thấy gì vậy? Mình gọi thấy gì vậy? Ha? Dịch khí. Dịch, tràn dịch, tràn khí, cái gì nữa? Rất sợ là cái gì nữa? Dọc đúng không? Rồi có góc tụ á, đây là một tất cả những hình ảnh của một trên một chấn thương bụng chúng ta sẽ thấy được trong một chấn thương bụng là đường gấp thì sẽ gây xuất huyết vào bụng, nếu mà tổn thương bỏ bao rồi đường gấp sẽ gây máu tụ. Máu tụ có thể là dưới bao hoặc trong biên mô, dấu thoát mạch. Dấu thoát mạch là quan trọng các anh chị ha. Quan gì không liên quan gì quan ví dụ như nhớ cái dấu hiệu thoát mạch, mô dập, thông thương vỡ, càng thiếu bụng, thì tất cả những dấu hiệu trong chấn thương bụng ha. Đây đường gấp càng khí ở bụng, đây là cái tạng vô mạch bị tổn thương mạch máu thì cái thùy tạng nó bị không có mạch máu. Đây là mô dập, đây là khối máu tụ, đây là cái dấu thoát mạch xuất huyết hoạt động, mình đang chảy máu, càng khí ở bụng và cái máu tụ dưới bao. Thì tất cả dấu hiệu của chấn thương bụng. Về cái dấu hiệu đường rách thì trên xem thấy được đường rách không các anh chị? Thấy hả? Thấy một đường đường gì? Tăng đi cô hay là tăng khoảng năm hay giảm không anh? Giảm rồi, đường rách thì có dịch thì giảm đúng không? Từ đường sinh đi cô chứ không? Nó trên siêu âm có thể thấy được đúng không? Trên CT thì chúng ta đang xác định cái đường rách, thì
rất, mà nếu mà nó gây rất bỏ bao thì nó sẽ gây xuất huyết. Đường rất mà không gây bỏ bao thì nó gây tụ máu. Tụ máu có thể là tụ máu không có tụ trong dưới bỏ bao, tụ trong dưới mô. Thì đường rất từng 2-3 ngày sẽ hồi phục, nhưng tùy cái đường rất mà nó lớn, kích thước lớn nhỏ, có khi cái vài tuần, cái vài tháng sẽ hồi phục từ đường rất. Đường rất chúng ta phân biệt cái gì, phân biệt một cái cấu trúc gì bình thường không các người? Chúng ta phân biệt các con mấy nên phân biệt các cái rỗng ra, cái khe, cái rỗng thùy ha. Thì mấy cái đường khe rỗng thì nó thường là cái đường mềm mại và nó tròn, nó mềm mại hơn, còn cái đường rất thì đường nhăn nhở. Chúng ta phân biệt cái này là cái bình thường, cái khe rỗng bình thường, cái khe thùy của nó có tàn thành đập. Có bốn tụ, có bốn tụ là trên hình ảnh một cái khối tròn tăng đồng độ trên một phim CT không cảm quan. Nếu mà khi sau khi tim cảm quan thì khối sẽ giảm đồng độ, đúng không? Trên CT cảm quan thì mình thấy cái khối giảm đồng độ, nhưng mà trên CT mà không cảm quan thì khối nó sẽ tăng đồng độ. Các anh chị nha. Sau mô tụ thì có một cái khối có hình thù rõ ràng, hình tròn. Anh chị nhớ là trên CT không cảm quan thì nó mình thấy hình ảnh nó là tăng đồng độ hơn nhu mô kế cận. Nhưng mà khi tim cảm quan vô sau, khi hình ảnh sau tim cảm quan thì anh em sau tim cảm quan thì mình thấy nó sẽ là giảm đồng độ. Cái này khi nhận có trận dịch đó. Đây, bên siêu âm, chúng ta lại khối mô tụ. Đi làm sớm, cái tăng đồng độ sau vài ngày nó quá lỏng ha, trong cái tăng rồi nó rồi tới tuần sau cái có mức tụ nhỏ lại, hay có mức tụ không có tụ dưới bao thì nó hình dạng một cái elip cũng giảm tăng đồng độ trên cái viên không cảm quan. Giảm đồng độ trên viên cái cảm quan có phụ dưới đó ra thì có hiện tượng chuyển số, nó chèn ép quy mô, chèn ép quy mô lớp. Chúng ta phân biệt với cái xuất huyết của bụng không có hiện tượng số, máu tụ bên lớp bên gan. Đây là cái khối máu tụ dưới bao, đây là cái xuất huyết của bụng. Chúng ta thấy là cái dịch giảm đồng độ là thấy là không có điểm tối, đúng không? Dịch quanh gan, quanh lớp, dịch tân phẩm đại tràng ha, hai con đồng đại tràng ha, đúng không anh chị? Quanh gan, quanh lớp, quanh hai con đồng đại tràng. Nên là hình gì đó chị? Đây cái dịch ở bụng ha. Ta chụp thử mà xác minh được cái tìm cái lý do xuất huyết ở bụng ha. Đây là chụp CT bằng quang ngược dòng, bơm thuốc cảm quang ngược dòng và bằng quang thì thấy phát hiện cái độ dò độ tổn bằng quang vị trí 1 giờ có thuốc cảm quang được không? Dịch thì ở bụng thì chúng ta dịch chúng ta phải đo thao tiêu, đo dịch ở bụng là biết đâu phải là xuất huyết không, đâu phải là máu. Dịch có thể là dịch bám, có thể là dịch
ruột, có thể là nước tiểu, có thể là dịch mạch. Mà tất cả các dịch kia thì thường nó không tới từ khoảng từ 0 đến 20 hao tiêu con. Thì dịch xuất huyết thì phải trên 30 hao tiêu trở lên. Thì chúng ta khi có dịch chúng ta thuận lợi với CT chúng ta biết được cái đo hao tiêu, chúng ta cũng nhận diện, nhận đơn, nhận định được đó là dịch gì. Chúng ta đi đo hao tiêu cũng có hả? Cái này chúng ta học rồi đúng không? Ta sơ lược là cái nồng độ đây dịch từ 0 đến 20 kêu có dịch dịch bán, dịch mật, dịch tiểu, dịch tiêu hóa, máu máu phủ, máu được ba loại dịch thì hao tiêu nó có từ 0 đến 20 hao tiêu rồi. Còn nếu mà dịch dịch tự do không máu pháp tự do thì cái bụng không đông thì nó từ 30 đến 45 hao tiêu, còn cục máu đông thì nó từ 45 đến 70 hao tiêu. Còn một thuốc cảm quan thoát mạch thì trên 100 hao tiêu. Dấu hiệu thoát mạch, thoát mạch là hình ảnh thoát thuốc cảm quan ra khỏi lòng mạch, nó một hình dạng một cái vệt sáng, một cái vệt sáng không hình thù của một cái lòng ống tĩnh mạch, một ống mạch máu thì nó một cái vệt sáng nằm ngoài, nằm trong một cái nằm khỏi tổ chức, nằm xa tổ chức lưu mô hoặc là nằm trong một cái khối tổn thương thì nó là cái dấu thoát mạch. Dấu thoát mạch này á thì chúng ta phân biệt, phân biệt cái gì đó chị, phân biệt với túi phình và ta trò động của chúng ta, chúng ta phân biệt cho phân biệt cái giả phình với cái với rò động của mạch, phân biệt cho cái dấu thoát mạch quan trọng cái gì ha, là chứng tỏ là máu đang, nếu mà chúng mình chẩn đoán là dấu thoát mạch, chứng tỏ là tình trạng máu còn đang chảy, đang xuất huyết. Mà dấu thoát mạch này mà cộng với xuất huyết bụng thì nó là, nếu mà không có dấu thoát mạch, không có xuất huyết bụng thì nó người ta tiên lượng được cái tình điều trị bảo tồn. Nhưng mà khi có dấu hiệu thoát mạch là hoặc là thoát mạch cộng với xuất huyết của bụng thì khả năng người ta điều trị bảo tồn là cao. Mà cái dấu thoát mạch rất là quan trọng. Thì bây giờ mình phân biệt cái dấu thoát mạch này với cái túi quỳnh của động mạch cho thúc thương hoặc là rò động tĩnh mạch cho thúc thương, phân biệt cho quỳnh mạch thì nó cũng tụ thuốc tham quan lại đúng không? Nó không theo đường mạch nó cũng tụ là thuốc, rò động tĩnh mạch nó tụ thuốc, thì phân biệt được cái dấu thoát mạch này với cái rò động tĩnh mạch. Có chị nào nghĩ ra thì thì sao là thì đúng rồi, thì sao đúng không, trả lời đúng không? Dạ, các bộ xương các non có thay đổi theo các thì nhưng mà ví dụ dựa vô thì sao để mình nói nó là thoát mạch, thì sao nó là không phải là thoát mạch, nó là cái giả bình thay đổi. Và anh thì đang nói là gấp thì trên cái chụp tĩnh mạch, chụp CT thì nó là đúng. Thì động mạch thì tĩnh mạch. Đúng rồi, nhưng mà nó đúng rồi, thì nó đúng rồi đó. Dựa vào gấp thì, nhưng mà dựa vào thì sao mình thấy sao mình loại trừ nó là khẳng định nó là động mạch. Mà đúng rồi, nó đúng rồi, có nghĩa là thì động mạch hoặc là thì tĩnh mạch, tĩnh mạch cũng có giảm, thì hai cái đều có thuốc hết đúng không? Qua thì kể đấy, thì kể nếu như nó là thì từ cỡ chừng 2-3 phút là quát ao rồi, thuốc khỏi thật mạch máu rồi, thì lúc đó thì thằng giả phình là chắc chắn sẽ hết đúng không?
thì cỡ 2-3 phút mới là giai đoạn wash out rồi, cái thuốc không còn cho mạch máu nữa, thì chắc chắn giả bình hay là rờ động tĩnh mạch thì nó phải đi theo thuốc, nó đi thoát ra ngoài hết rồi. Nhưng mà cái thoát mạch thì nó vẫn còn đó, đúng không? Thuốc vẫn còn đó, chứ đâu đi đâu được ha. Quan trọng cái dấu quan trọng chị ha, thì vừa vô thấy dấu này nó chụp thêm cái gọi là việc trẻ nữa thì mấy phút nữa em cũng nói rồi. Mình chút xíu mình thấy loại trừ này với cái thận, loại trừ cái dấu thất mạch này với tổn thương thận gốc nữa. Thận gốc thì trẻ vẫn có chứ, đúng không? Thì trẻ là thì thể thì muộn, càng muộn thì thuốc bắt đầu vô hệ thống gốc, mà nếu mà tổn thương hệ thống gốc thì cũng có thoát thuốc ra ngoài, hai cái thì thoát thuốc hết trơn, mà hai cái thì cũng đều là động thuốc hết, nhưng mà cũng còn đó, nhưng mà làm sao không được. Và chút xíu tới phần của thận là ha, thì tôi nhấn mạnh cái dấu thoát mạch là dễ, đúng, dấu thoát mạch rất là quan trọng, mà trong cái băng độ AIST á không nói tới cái dấu thất mạch gì trơn, mà nó quyết định lâm sàng mổ không mổ là do dấu thất mạch rồi do cái dấu hiệu sinh tồn ha, chứ không bị rách rồi phân độ là rách rồi phụng máu cả thứ dấu đó không phải là mổ đâu, đúng không? Điều kiện rất nhiều mà không có mấy cái này không bắt cái giá ổn định đâu, mổ chỉ người ta điều trị theo dõi điều trị bảo tồn, đúng không ha? Thấy hình ảnh một cái vật tăng quan không có hình thù gì ra dấu thất mạch. Đây là những dấu thất mạch đây cũng còn được, còn được quanh gan cũng rất. Rồi tràn dịch nó phân gì, nó phân độ phân dịch rất là nhiều chút bình ra, như không có một cái gì mà công thức gì rõ ràng, đúng không? Ngay cả siêu âm cũng vậy, dịch có bụng sao là ít, sao là nhiều? Trong trung bình có người nói trung bình, có người nói nhiều, không có tiêu chuẩn gì hết trơn. Vậy thôi, trên CT người ta không biết sao, không có trên người ta cũng nói là có dịch một chỗ thì là ít, có dịch hai chỗ thì nhiều, trung bình có dịch ba chỗ là dịch nhiều, ví dụ một chỗ quanh đất không thì nó là dịch nhiều thành tích, dịch về gan thành tích hai bên thì dịch trung bình. Dịch như con không có ổ bụng căng, có căng trong ổ bụng có các bao ruột chẳng hạn thì đó thì dịch được nhiều ha. Chứ bây giờ không có tiêu chuẩn gì mà đo, chúng ta đo chỉ có là chính xác nhất là mổ ra hút bao nhiêu máu là biết là bao nhiêu lít rồi đó, mất máu nhiều hết thôi. Còn trên CT trên siêu âm cũng vậy, dù trận dịch phổi sao là nhiều hay ít cũng đo, cái đo được không cũng ước chừng rồi. Rồi cái dấu hiệu mô dập là mình có một hình ảnh giảm tầm độ và bờ đường nó không rõ ha, nó không có giới hạn rõ, thì cái mô dập chúng ta phân biệt với cái đường cụ thể tinh thần ấy. Mô dập chúng ta phân biệt với cái nhồi máu ha, mô dập cũng là cái giảm tầm độ, dòng áp giảm độ, chúng ta phân biệt chút thì nó cảnh quan ha. Mô dập thì nó sẽ có, mô dập có tăng quan không chị? Mô dập có tăng quan nha. Mô dập không như hematom có máu tụ là không có mạch máu, nó là có ổ máu thôi, có mô dập nó không còn, có mô vẫn là nó chỉ là nó trắng xương, nó phù nề cả thứ, phù nề lên. Nhưng mà mạch máu cũng còn, nhưng mà tăng quan ít hơn các cái nhu mô bình thường thôi ha. Khi mình tiêm thuốc đây tiêm không cảm quan á thì phân biệt có mô dập với mô có máu tụ làm sao, thì nó hình dạng mình thấy rồi, đúng không? Hình dạng thì thường nó là mô dập nó không có thấu tròn rõ ràng, nó mờ nó không rõ. Nhưng mà trên hình ảnh á thì trên phim không cảm quan thì có máu tụ nó là tăng quan hơn mô, nồng độ cao hơn là mô bình thường, đúng không? Mô liền kề. Nhưng mà có mô dọc thì liên kim không cảm quan nó vẫn là thấp hơn, đúng không? Nó là mô nước mà, mô liền nước. Rồi khi sau khi tiêm cảm quan cũng vậy, nó vẫn là thấp hơn mô
muốn liên kề. Trong khi một khối máu tụ thì nó là bình thường thì chưa tiêm tham quan nó sẽ cao hơn là mô liền kề, nhưng sau khi tham quan thì hai càng đều là thấp hơn mô liền kề. Nhưng nói thì thôi chứ thật sự phân biệt mô dọc mô to không có ý nghĩa gì, không có ý nghĩa tâm trạng như vậy. Nhưng cơ chế hai cái bệnh nó khác nhau, nhưng mà chúng ta thấy những cái khối giảm tầm độ hình thù và không rõ, giới hạn không rõ. Thì tôi chẳng gì mất mất không gian mất khi một đường đất mà chuyên từ bờ bên này qua bờ bên kia, nối kết nối liền cái hai bờ đối diện nhau thì gọi là cái vỡ tạm ha. Đường đất mà đi từ bên này qua bên kia thì gọi là tạm vỡ. Đây là một đường đất mà đường giảm tầm độ xuyên qua độ dày của mô đất luôn. Các chị thấy không? Cái đường đất này nhìn thấy rất là lớn không? Xuyên qua dày mô dịch đâu có không? Chứng tỏ đường đất không có tương quan gì tới cái dịch của bụng, dịch xuất huyết. Các bạn thấy đường đất thì cũng mức độ cũng trầm trọng đúng không? Đất xuyên gần như là như là tạ rất là luôn rồi, mà thấy dịch cũng nhiều không có đâu, chút xíu rồi chứng tỏ là không có tương quan rõ ràng giữa cái đường đất và cái dịch của bụng. Tràn khí của bụng, tràn với số bụng trên xăm nên thấy nó chị thấy ra cái siêu âm thì tràn khí tháng trên mình phát hiện được đó. Mà siêu âm mình nhớ là siêu âm trên chỗ gan đó, trên bề mặt gan có thấy nhiều khí, còn ở bụng thì hơi không nè, cũng phân biệt khí do tràn khí của bụng hay là hơi trong ruột đâu, đúng không? Chúng ta trên siêu âm trên bề mặt gan đó, chỗ bề mặt gan thì chỗ đó là quay ruột không lên tới nó, chúng ta coi nó mình thấy có khí trên bề mặt gan thì chúng ta nghi ngờ tràn khí của bụng. Nếu bụng nó được lớn thì chúng ta coi trên cửa sổ nhu mô thì chúng ta thấy được, nhất là khi được lớn thì chúng ta mở cửa sổ phổi, cửa sổ xương, chúng ta sẽ thấy được cái tràng khí. Tràng khí thì nhiều cũng rõ được, chúng ta thấy đây rồi. Rồi tôi coi nhu mô cái chụp trong cái tháng thương thì cũng giống như các rồi con chụp một khác cửa rồi cái việc trẻ có thấy có phát hiện cái tổn thương. Nếu chúng ta bụng thở thì chúng ta giống như cũng chúng ta tính thêm cái chụp cái tấm quang trực tràng. Nếu mà nghi ngờ tổn thương đại tràng xuống thì chúng ta bơm 500 ml thôi, còn nếu mà và có dùng cáp thì chúng ta bơm 1000 ml và 50 ml cho 1000 50 ml tham quan cho 1000 ml cũng xin lấy. Đây các thầy trong một cái chi tiết bụng thì mình học sớm là người ta 20 giây. Này các chị biết cái này thì chỉ thuốc chỉ trong động mạch thôi, các bạn chưa có thì động mạch mù thì cái này thì tắt thì thấy đống đống thuốc. Còn thì mình cửa ở đây là thì nhu mô rồi đó, thường 70 giây. Thì tiền này thì các nhu mô thì có thuốc hết rồi. Đây thì căn bản thì 2-3 phút này thì mình chỉ quát sao đó. Thì này là thuốc ra khỏi mặt áo trên. Rồi thì muộn này 50-20 phút này là chúng ta thuốc cũng vào đường tiết niệu rồi. Hiệu quả bằng quang. Nhưng mà để đầy cái này chắc phải một đầy cái bàng quang, phút đầy bàng quang khoảng chừng 1-2 tiếng. Cái 10-12 phút sốt này thuốc có đồng thấy trong cái niệu quả bàng quang. Nhưng mà để thuốc xuống cái đầy của bàng quang.
tiếng, 2 tiếng. Rồi chấn thương xa qua chấn thương tạng thì trên tất cả các thương tạng thì cũng nãy giờ mình đọc những dấu hiệu đó, mình áp dụng trên chấn thương tạng, tìm những dấu hiệu trên chấn thương tạng thôi. Chấn thương lớn nằm tạng trong ô bụng thì chấn thương nhiều nhất trong những vùng kín. Anh chị nghĩ sao mà chấn thương lớn thì nhiều nhất không? Mới đầu tôi nghĩ là gan gặp nhiều nhất chứ không, gan cũng to thì nhiều nhất. Cùng sách vở đó là chấn thương lớn gặp nhiều nhất mà không giải thích này. Hả? Phủ lớn cũng nằm trong ổ, cũng nằm lớn cũng nằm trong này chứ. Cũng nằm như xương bảo vệ. Hả? Bên nếu mà hai bên thì bên gan gan tượng, nhưng mà rất dễ điều đó là đất đất gặp nhiều nhất ở đây, nhưng mà không ai giải thích là tại sao đất gặp nhiều nhất. Ổ gan thì dây chằng nhiều chứ. Ổ đúng. Nếu mình đang dùng đất thì khó chấn thương hơn chứ. Khi mà cố định thì dễ chấn thương. Khi mà ta tính vào tâm dừng lại, rất bị dễ bị đau nhất. Thì nếu theo con nghĩ là thường là người ta thuận tay phải đúng không? Tất cả đa số thuận tay phải. Ví dụ như bây giờ tai nạn, bây giờ nói cái tai nạn thôi. Tai nạn thì bây giờ dù mình có gì bên tay phải thì mình xử lý nó sẽ dễ hơn, chán thì khó xử lý hơn. Ví dụ đụng gì mình phản xạ nó khó hơn. Thứ hai, ví dụ như bây giờ đánh nhau chẳng hạn gì nhiều hơn thì tay phải thì mình đỡ bên trái của người kia, chứ tự nhiên đánh ngược lại không phải nghiên cứu nữa, nhưng mà tôi nghĩ thì thôi. Thế còn thượng tạng, thượng gan á là thượng tạng to hơn thì cũng dễ bị hơn. Ví dụ chẳng hạn như tạng lấp đó thì có thể là cũng chấn thương một như là đơn độc là có nhiều, nhưng mà gan là thường kết hợp tạng khác nhưng mà đó. Chứ ý đó là chỉ là chấn thương lấp là nhiều hơn đúng không? Thì tôi nghĩ là bây giờ tôi còn biết lúc xa biết không có gì khác đó. Này có gì thấy gì các chị? Đường mờ đó, đường giảm âm, giảm trọng độ, chứng tỏ một đường gốc. Đây là gì? Không có tù ra, một khối thì giảm trọng độ trong lưu mô, không có tù trong lưu mô. Đây là dọc hơn, dọc hơn, không có tụ nha, có tụ này, có tụ chúng ta không á, nó dạy cũng đẩy cái mùa đất nha. Chỉnh theo, tại nhìn có một phim, chúng ta nhìn theo cái phim mà con đang qua như này. Chúng ta sẽ phân loại trừ cái mô, cái dọc mô. Cái gấp ra, gấp lắp rồi mới chạm được ha. Vậy cái bụng này đâu có dưỡng khó gì đâu. Mình chạm dịch ra ngoài đi rồi ha. Đúng có gì? Thì con gan nó ăn đúng
vô thấp mạch á, vô thấp mạch một cái bệnh là vô bụng quanh lấp quanh gan á, vô bên thận. Cái băng độ cái tương đất của AST của Hiệp hội Ngoại khoa Tăng Thương của Hoa Kỳ, chúng ta thấy dựa vào gì là cái cấp khối bó tụ, không khối bó tụ rồi khối tụ có thể là dưới bao khối tụ trong nhu mô thì cái độ 2 đó, rồi cái độ 4 thì thấy có như dạng vô mạch của mạch tùy lấp, rồi độ năm là tổn thương vỡ nát rồi đứt cuốn lấp đó. Không thì cái băng độ này á, chúng ta thấy thì nó có cũng nhiều cái thiếu sót ha. Nhất là nó không có thường, nó thấp hơn thực tế. Cái đường rách chẳng hạn, đường rách đâu bao giờ chụp mà tiếp tuyến với cái đường rách được, dù ba mặt ngân hàng ASEAN, Saritan rồi Coronam, dù đường rách xéo vậy nó chỉ cắt ngang đường rách thôi, mình thấy là đoạn đường rách thì làm sao mà ví dụ phân độ là dưới 1 là nó là độ 1, trừ 1, 3, 2 thì nó sẽ thường thấp hơn thực tế, đúng không? Mình đâu thấy được cái đường rách mà nó tiếp tuyến được cái chiều dài đường rách đâu, thì nó thấp hơn thực tế. Thì cái này thì khi mà có hai cái tổn thương thì chúng ta nâng lên một độ, ví dụ nó vừa có đường rách vừa có hematoma, cái này thì chúng ta nâng lên độ 2, mình nâng lên tới độ 3 thôi, không thì nâng lên tới độ 4. Ví dụ có hai độ 3 thì nó là độ 3 với nâng lên độ 4 đó. Rồi cái thiếu sót của cái của tăng độ này là gì? Bây giờ mỗi người đọc nó sẽ ví dụ ước lượng có mức độ này từ 10 đến 50%, 10% sau 50%, 10% sau 50%, người này thì đo ước lượng khoảng chừng 30-40%, người kia ước lượng khoảng 50%, không có cái đo cụ thể nào hết trơn, còn ước lượng giữa người đọc này với người đọc kia ước lượng của mình, như vậy nó cũng sai là cái độ. Mà cái quan trọng nhất á là nãy như nói là cái dấu hiệu quan trọng mình thấy, cái dấu thấp mạch mình thấy này, đúng không? Cái phân độ này ví dụ 1, 2, 3 đâu có ý nghĩa thì để của nhà lâm sàng nó bỏ đâu, mà dù mà phân độ của nhà lâm sàng, đúng không? Nhưng mà phân độ không có ý nghĩa thì để mà bây giờ có dấu, bây giờ mặc dù rất ít nhưng mà cái dấu thấp mạch mà xuất cái câu bụng nhiều đâu có trong thể hiện trong độ 4 đâu. Nhưng mà bệnh nhân đi mổ thì đúng không? Có dấu thấp mạch mà xuất huyết ô bụng nhiều mình sọc cái nhân bị mạch nhưng mạch nó không ổn định và đưa lên mổ chứ đâu thì bảo tồn được. Mặc dù nếu mình dù rất thì 4 cm em ô tôm này mình phân cho độ 3 chứ đâu đó, đúng không? Mình dùng có những trường hợp độ 4 mà bây giờ không có dấu thấp mạch cũng hạn, không có dấu thấp mạch mà chỉ đã ổn định, người ta vẫn điều trị bảo tồn mà đó, thì dựa vào độ để mà để xử lý theo lâm sàng thì không có đúng, thì nó cũng có sự thiếu sót như vậy. Về cách dễ nhớ là rách 1 cm dưới 1 cm thì độ 1, 2 cm độ 2.
cm chiều 3, ở 10 cm chiều 4. Nó lại cho chị nhớ. Ngày sau đó chị năm đến độ ba thôi, giờ có 2 độ 3 nữa, cũng là độ 3 thôi, cũng là 4. Này độ mấy thì độ 1 ha, đúng không? Rất nhỏ đây. Cái mô tô ha, mô tô nhỏ vậy đó, độ 1 thôi ha. Cái mô tô hay mô tô trong liên quan nha, thì thành là độ 2. Nhỏ lớn thì vẫn có hay mô tô trong liên quan là độ 2. Mô tổ thứ ba, mô tổ thứ ba là khoảng bao nhiêu? Không có quả thôi đúng không? Nhưng mà trong 10 đến 50, chứ làm sao không biết được cái này quả bao nhiêu? Đó là này của hai nhá. Về cái rất khó thấy hả? Rất là không biết bao nhiêu phân xanh mét quá. Trên bộ tục cũng là 2 cm, bộ tục ra 2 cm thì nó là 12 thôi. Lớn hơn nhiều ha. Có mô tổ nằm cắt cổ bao không? Cái cắt cổ bao. Cổ bao thì cắt. Năm là vỡ nát tóc hoặc đứt ngay cũng tóc, tóc thì vô mặt đó.
dấu hiệu sinh tồn đó là nếu mà ví dụ như dịch cái bụng ít rồi dấu hiệu sinh tồn đậu thì chăm theo dõi, mà thường dấu hiệu mạnh thì ta theo dõi cái sắc. Mà chúng ta qua chấn thương gan thì chấn thương tạng là cũng vậy, nó cũng có những cái dấu hiệu cũng giống như cái chấn thương gan. Thì chấn thương gan thường kết hợp với các tổn thương khác, thường cái loại chấn thương tim mạch nó tràn tụy đường mạch. Thì phải thường bị nhiều hơn thì trái. Các dấu hiệu cho bệnh nấm học của chấn thương gan thì cũng do tương tự chấn thương đó, nhưng mà có thêm cái dấu là cái đường dây quanh khoang cửa. Đây là dấu chúng ta thấy hình ảnh lõm đồng độ thì một cái đường gấp, hay là đường gấp hai, đường gấp ba, đường gấp. Cái gì đó chị? Cái gì? À, có cái tụ trung vô, cái hình ảnh xuất huyết của bụng đúng không? Đây à. Đây có cái tụ. Cái tụ dưới bao hả? Nó chèn ép cái tạo dựng tối rồi. Chèn ép như mô gan. Đây là xuất huyết của bụng. Đây là xuất huyết bụng nha. Vậy chúng ta thấy đây trên cái phim CT không cảm quan, chúng ta thấy là nóng. Nóng là nóng gì? Cái gì các chị? Cái gan nè. Đây là gì? Chúng ta phải coi trong cái kia cũng biết được số tụ là gì sao, nhưng mà đang nói là chúng ta là cái gì xuất huyết ha, xuất huyết là số tụ gì đó, thì trên cái kim không cảm quan thì nó sẽ tăng đậm độ hơn đúng không, kim kim thuốc cảm quan vô thì nó độ hơn nhá. Đây là vô phát mạch á, giống như là gì nhối phát mạch dễ mà đúng không? Hả? Là nhối quan trọng. Đây có phát mạch đây không? Đây có món tù lớn, dưới bao lớn không? Đây là khối giãn đồng độ, ví dụ khối máu tụ, đây là cái đường gấp gan, rốn gan, đây là cái mô dọc, khối giãn đồng độ và không rõ, đây cái mô dọc của gan. Đây, đây là cái khối máu tụ, đúng không? Khối máu tụ dưới bao. Thì có một phát mạch đây, một bệnh nhân này là điều trị bỏ tù với anh chị, thấy không, không có xuất huyết của bụng, có bỏ tù, có dấu phát mạch của mình, có thể dỗ đây, mình đang thay dỗ điều trị bỏ tù. À, cái đường đất, đất chuyển sao, đất phân đất. Dấu quanh con cửa đúng không?
Đây là cũng là tình trạng xuất huyết ha. Cái quanh bản cửa này. Cái này giống gì trong chi âm? Chi âm thấy này chứ đúng không? Chi âm có thấy này đúng không? Nhưng mà nói là gì, chẳng có gì. Chi âm có hình ảnh giống này mà. Là chúng tôi á. Là gì? Đúng rồi, giả tương mật. Đúng không? Hình ảnh chi âm đó là giả tương mật. Ngày thấy gì các anh chị? Dần dày có phước cảm quan ha, có những phước đời đường có cảm quan và đường muốn đường dần dày có ơn phước. Có nghĩ gì không? Thì mới đầu cũng nghĩ là bởi tầm rộng đúng không? Uống thuốc cảm quan được tiêu hóa thì dài dài thì thấy thuốc cảm quan thoát ra quá nhiều quá đúng không? Thì những khi bởi tầm rộng mình ngăn chặn không có càng khí thì chứng tỏ bệnh nhân này là tổn thương thoát mặt mổ rất là lớn, thoát thuốc giữ cỡ này bệnh nhân cũng tử vong trên mặt mổ. Rồi phân độ AST của trên tất cả thì tất cả từ 5 độ hết, chỉ có viêm gan 6 độ ha. Lấp tụy thận là 5 độ, còn có viêm gan 6 độ. 6 độ là do chỗ độ 4 thì chia ra cái chỗ mà tổn thương 1-3 thùy, một ổn thương thì 1-3, 1-3 hạ phân thùy thì nó là độ 4, và tổn thương trên 3 hạ phân thùy cũng như là độ 5, nó thêm như thế này. Chúng ta sẽ làm độ thôi, đây là độ. À, còn cái phân chia là cái tất, một số có tụ, cũng gấp dưới 1 cm, gấp từ 1-3, gấp trên 3. À. Chúng ta có thể đau đây hả? Không chỉ chúng ta đâu thấy đúng không? Mà thông mạnh đâu?
tôi xin nhiều ba sẽ biết được không? Cứ cần để một phần có một cái hay ha, được qua tôi mặt đúng không? Có gì nữa? Dịch. Nhưng mà không có một tên thấy được dịch đâu. Hả? Thanh xui hả? Dịch chỗ hố gan thận nữa. Có đâu nữa? Lắp nữa đúng không? Bệnh nhân là điều trị bổ tồn đó nha. Thấy dịch có nhiều không? Không có nhiều đâu. Thank you.
quan đây, chúng con mặc dù giả đồng đội nhưng vẫn có tăng quan chứ. Bây giờ cô dập nó chát tươi cái nhòm nó thẳng là không có chỗ này, nếu mà nhòm nó thẳng cái này là hoàn toàn nó không có cái đồng đội ở đây. Đây trên cái CT không cảm quan, đây là cái gì, đây là tôm dưới bao bao đúng không, thì đó là tăng đồng độ thấy không. Nhưng mà CT thuốc cảm quan lúc này nó sẽ giảm đồng độ đó, nhìn rõ là các anh chị ha, quen nữa giờ nhìn là biết tiền cái gì. Cái này thấy gì? Đây, có cụm nhỏ đây ha. Cái này bình thường á. Cái này có cụm nhỏ hay không đúng không? Đây, hai bên cấp. Có cụm đây không? Nằm trong cái quan này không ạ? Không, nãy mình thấy là cái hematom kia nó tăng nồng độ thấy không? Đây nè, tăng nồng độ như mô tạng đúng không? Đây có thuốc cảm quan này mình thấy nó giảm nồng độ. Có được rất sâu ở tầng, có cấu trụ tầng tầng hết. Lội trừ sao biết không? Phân biệt giữa cái thoát mật với hai cái đều là thoát tướng cảm quan đó đúng không? Tổn thương hệ gốc, ống gốc với tổn thương mạch máu, hai cái đều là thoát thuốc đó. Nói chung là thoát thuốc đó, thoát thuốc khỏi lòng mạch máu, cái kia thoát thuốc khỏi hệ thống gốc, hai cái đều là thoát thuốc đó. Nhưng mà bây giờ làm sao mà chẳng đó thành hình ảnh này là thoát thuốc của là thoát mật, cái kia là có khúc cảm quan của bề hè này. Bây giờ mình thấy cái bệnh này nè, bây giờ mình chụp mấy cái gì động mạch mình thấy vậy đó. Giờ mà ngay chỗ vị trí cẩn thận thì bây giờ trong đầu mình nghĩ là phân biệt với cái thằng tổn thương hệ thống gốc thì mình sẽ làm cái bước gì để mà mình loại trừ có tổn thương hệ thống gốc không, tại vì mình biết rồi cái dấu thống mạch nó quan trọng đúng không. Bây giờ mình loại trừ thì thống mạch thì nó là một vấn đề rồi. Đây là hình ảnh 60 giây nha. Một phút thấy có dấu thoát thuốc thì giờ nó thoát thuốc ha. Thoát thuốc cảm quan. Mình đưa
thì 4 phút hay phút nhiều hơn. Thì trong đầu nghĩ gì? Đó, thoát mạnh. Hồi nãy nói sao 2-3 phút là thuốc pass out khỏi mạch máu rồi. Đúng không? Khoảng 2-3 phút có bắt đầu, bây giờ 4 phút nó nhiều hơn nữa. Mình nghĩ là mọi người em tốt nhiều hơn chứ. Thuốc bắt đầu xuống tới hiệu quả bây giờ nó, những cái thời gian đó bắt đầu là thuốc không còn mạch máu nữa mà bây giờ tự nhiên nó nhiều hơn thì nghĩ nó tốt, bắt đầu mình nghĩ đó, đúng không? Giờ mình chậm kỳ trễ hơn nữa. Thuốc tài vậy nè, chắc chắn là động cơ này không tốt rồi. Đúng không các anh chị? Thì cái pháp Phật là nó cũng y vậy, tới 2-3 phút rồi nó vẫn y vậy thôi. Thì thuốc đâu còn mạch máu nữa, thoát thêm nữa đâu. Thì 2-3 phút mình thấy vậy thì sau đó vẫn còn vậy, vẫn y vậy, làm sao tăng lên gì hết. Đúng không các anh chị? Thì thời gian sau mà thuốc càng nhiều hơn nữa thì nó là tổn thương thì không tốt rồi, tổn thương đường niệu rồi ha. Rõ các anh chị ha, dễ phân biệt mà đúng không? Mình thấy cái chỗ này là ngay chỗ thân của thận, như là mình tập trong đầu mình nghĩ thì coi chừng mình phân biệt với chồng. Nếu mình có đó thì hạn, hoặc là ví dụ như nhanh nhẹn chiếu được chồng tập trung thường chồng tới 2-3 phút là nghĩ rồi, không có chồng nữa, không ai chờ tới 5-10 phút chồng nữa đâu. Nhưng mà khi có mình ở đó, mình thấy là kiếm kiếm đầu dần dần chúng mình thấy nó biết thì cũng sẽ nói mình là cũng biết mình chồng thêm chị trẻ nữa thì rất là cần phải là trị cho bệnh nhân, đúng không? Bây giờ như chị chuyển lên trại rồi con có chuyện kéo chuyện lại là nữa bơm thuốc lại nữa cũng tội ta cực mình ha. Ngày mà nếu mình có mình ở đó là kiếm kiếm tâm tí thì đối với chấn thương chỗ này chồng ta thấy cái này thì nên còn sát thì trễ nữa nha. Cái đó chắc mình phải làm cho mình biết tránh ở cái đó thôi. Vô mặt thẳng, đứt cúng thẳng, bệnh năm cũng nhau.
đây để nhớ độ 1 thì có mức tụ hơi dọc, độ 2 thì đắp dưới 1 cm, độ 3 đắp trên 1 cm, độ 4 thì có tổn thương ở đốt, độ 5 thì mở nát. Đây có mức tụ ha, độ 1 có mức cắt thì độ 2
tượng này dối thốt thốt mẹ hả à? Đây hình ảnh hình gì corona đây không đúng không dối thốt cổ tư hình đóng góp hả à? Này nó là thành vỡ nát rồi vô mặt đau khóc này gì mọi người đau thốt thì ra mình trong tô mấy người này hình ảnh là khóc mặt thì bỏ đúng không, cái hình này mình khóc mặt khóc phú thì cũng là nghe mình nghe, nhưng mà mình coi mấy slide coi mấy thầy thì mình cũng biết mà. Rồi chúng ta qua tấn thương tụy. Tụy thì nếu tương hiếp gặp ha, thì con người tổn thương kết hợp với các phần khác. Chỉ khi trong 12 ngày đầu là quyền thể là bình thường các chị ha. Mặc dù lúc đó là Amila là chúng ta biết thân nó tăng rồi, mà trong 12 ngày đầu là có thể bình thường. Các dấu hiệu tấn thương tụy dấu trực tiếp là tụy lớn thì gấp, đỡ buồn, xuất huyết. Tụy lớn thì nó không đặc hiệu lắm, chỉ có ba dấu hiệu này nó là đặc hiệu của chấn thương tụy. Có thể chấn kết bị bờ mở bên tụy, dịch quanh tụy, dịch giữa trên mặt đất và tụy dày trước mặt thành màng thì các dấu hiệu này không đặc hiệu lắm, đúng không? Có dấu hiệu này cũng đâu có thì chấn thương tụy. Cái tương tụy thì chúng ta lưu ý tới tình trạng là có đứt ống tụy hay không, ha, đó quan trọng. Tụy chúng ta nhưng mà CCT đánh giá mà cái đứt ống tụy hay không rất là khó. Chúng ta chỉ đánh giá qua cái đánh giá ví dụ như tổn thương đất sâu ống tụy hoặc đứt ngang tụy thì biết đó là đứt tụy không, các đứt ống tụy đâu. Chứ còn CCT đánh giá đứt ống tụy nó hơi khó. Khi trưởng già thì chúng đó đứt ống tụy rồi. Mấy chị hiểu cái tiêu chuẩn già là đúng không? Dù làm cái gì cũng phải có tiêu chuẩn già, cũng làm những thứ gì đó phải có một tiêu chuẩn già. Ví dụ như là chẳng đó ung thư đó, chẳng đó bệnh đó, thì tiêu chuẩn già nó phải giải phẫu bệnh, phải mổ ra đối tượng nó phải tiêu chuẩn già. Còn tiêu chuẩn già là gì? Các chị hiểu tiêu chuẩn già đúng không? Hiểu không? Hiểu tiêu chuẩn già không? Ví dụ như mình chẩn đoán bệnh ung thư đó, như đó nhưng bệnh ung gì đó thì tiêu chuẩn già thì là phải mổ ra tự giải phẫu bệnh đó bệnh gì thì khi bệnh đó đấu chiếu trên cái bệnh đó mình còn này tiêu già nó là tiêu chuẩn vàng để mà chẩn đoán đứt ống tụy, tổn thương ống tụy là hình ảnh gì? Dịch cho chúng già không, ta chỉ biết hiểu về chúng già không? Phương pháp này có nghĩa là có cái đó chúng già là ví dụ giải phẫu bệnh ra cái bệnh đó là chắc chắn là bệnh, có nghĩa là tiêu chúng già là giải phẫu bệnh đó. Ví dụ bên cạnh làm nghiên cứu gì đó, người ta hay hỏi thì ví dụ như là thống kê nghiên cứu bệnh đó thì mấy bạn vừa có tiêu tăng trị vừa có tiêu chuẩn già cái gì đúng không, có nhận là nghiên cứu gì chẳng đó là những nọc của một cái bệnh nào đó, bệnh u gì đó, bệnh gì, nhưng mà rằng các chị lấy tiêu chuẩn già nào để mình chẳng kết luận ví dụ như CT chẳng hạn đồ nhạy còn đặc hiệu là bao nhiêu và dựa vào cái gì chứ, ví dụ như dương tính giả âm tính giả là bao nhiêu phần trăm mà dựa vào cái gì phải dựa vào cái tiêu chuẩn già chứ, trên này cái tiêu chuẩn già là cái gì chụp mặt tụy ngược dòng á, nó chụp mặt tụy ngược dòng đâu thấy đánh giá được rồi nó biết là nó đứt hay không dễ mà đúng không, nghĩ là đó, chụp mặt tụy ngược dòng khi mà cái tổn thương trên CT hoặc MRI nghi ngờ
em ra cũng là còn nghi ngờ thôi nhé, đúng không? Còn nghi ngờ đối tượng thì em thực hiện sử dụng dòng đó là tiêu chuẩn dễ nhỉ? Các anh em mặt từ dòng đó, đầu đưa vô tới bấm vào theo hơn nên thấy được từ mặt, tất cả từ mặt thấy được từ tùy, không gián đoạn như này, mà biết cái tổn thương cũng tùy, đúng không? Như là đỏ 10 đó là tiêu chuẩn dài rồi, ha. Nhưng mà em hỏi khi nó viêm tụy xuất huyết hoại tử thì có làm được cái này không? Khi tụy xuất huyết hoại tử làm cái này làm gì? Có làm được cái này không? Có làm được cái này hay không? Dạ. Yeah. Có đạt được hay không? Khi tụy xuất huyết hoại tử thì tôi làm cái trường hợp trường hợp tụy được dòng tôi cũng làm lắm. Nhưng mà ý anh hỏi là có làm được thủ thuật này không? Dạ. Yeah. Hay là làm thủ thuật này để đánh giá, tức là ý em hỏi là có làm được hay không, hoặc là ngược lại có làm được để đánh giá hay không? Viêm ruột là phải đánh giá để tính tỷ hay không hả? Tức là đã bị viêm tụy rồi, bây giờ người ta đang nghi ngờ nó bị xuất huyết hoại tử, thì đồng thời có làm được cái này không, hoặc ngược lại làm cái này để chẩn đoán được xuất huyết hoại tử do viêm tụy. Câu hỏi này để trả lời sao đó. Tại vì tôi không làm cái trường hợp tiền đường dòng, nhưng mà thế này gia đình cũng làm được hết, chưa làm tôi bị bệnh cũng làm. Không làm được hết thì ai bệnh viện ở đây cũng làm được chứ? Ý em hỏi là lúc người ta nghi ngờ người ta làm được cái này hay không, và lúc chưa nghi ngờ người ta có làm được không, tức là bệnh người ta lúc thực người nào người kia. Không, anh kia chưa hiểu rõ, có nghĩa là làm cái này để chẩn đoán viêm tụy hay viêm tụy là viêm tụy rồi, viêm tụy rồi. Thế nên bây giờ ta chụp cái này để ta đánh giá là do giống như mình đã học đấy, và ngược lại không chụp mà ngược lại chụp thì có cái này nó có thể đặt vấn đề là chính không. Rồi để câu câu này để trả lời sao hả? Yeah. Anh là bác sĩ gì? Thôi rồi, kiểu gì? Hả? Chị trả lời cho anh. Rồi, cái này cái gì cái chuyện? Hả? Dịch đầu sử dụng dịch con trước tử đúng không? Thank you.
xin gì? Các chị tâm này nãy em phân tích mà nãy phân tích cái thì cái đạo được của bạn thế sao thì cái đạo được của bạn đây của anh Liên hả? Ủa hồi nãy mình phân biệt cái dấu thấm mạch sao phân biệt với cái gì? Nó phân biệt với cái gì? Nãy phân biệt với giả bình đúng không? Giả bình bây giờ mình thấy này nghi ngờ dấu thất mạch nhưng mà thì sao cái mắt nghĩ là gì? Giả bình. Còn nãy mình đúng không? Nãy mình nghĩ là dấu thất mạch thì hiện để nó mới còn. Đúng không chị? Đúng hả? Thank you.
lùm lùm lùm. Được các chị ạ. Rồi, các chị, các chị. Em có bố phụ, cái gì vô dọc ha. Vô dọc, đây là cái dịch quân tỷ. Tương đương cái nấm corona như này ha, tôi cũng vô dọc đây là cái dịch thấy được cái gì hả? Đây là cái em con tôm á, mày có một tên này để gì? Không tên mà nó cái này cái bị bình thường á, bị bình thường trên CT nhưng mà bệnh nhân phụ thuộc ra có đường thấp thì chứng tỏ là CT âm tính giả. Và phân độ của tụy thì nó cũng tương tự như cái các tạng kia, cũng 5 độ thì cũng dựa vô dựa vào vết đất có bắp tụ ha các chị, nhưng có khác cái chỗ cái cơ quan khác thì tụy có tụy thì nó chú trọng đến tụy như là như là độ 3 tương vô tụy nha, có đầu tư vô tụy mà có kèm vô tụy nó là độ 3, hoặc là cắt ngang của hoàng sa cũng tùy đứt ngang của hoàng sa tùy độ 4 là đứt ở phần gần của tụy hoặc là tổn thương bóng bóng ở đây nha độ 5 thì nó cũng như khác là tổn thương tủy môi đây là phần sa là tủy môi để tủy chúng ta nhìn thấy mình đang bây giờ chúng ta có hình đây độ một đang bên đất lập mô độ hai chúng ta có sâu chứ là lập mô đó độ ba này đất bằng xa này đất bằng xa hoặc là lập mô và có tổn thương của tủy độ bốn này gần tức tổn gần hoặc tổn thương tổn cơ thể chúng ta bị tổn thương trên cái đầu này rồi chúng ta thấy một cái lập mô nhỏ đây không anh chị cái đẩy cái lần cái nguyên vị lên về phía trước này
cái mô tô bên cạnh không? Cái gì? Cái gì? Cái gì nữa? Cái này gì? Đó là cơ quan gì đó chị? Quan tướng mặt ha, rồi thành tướng mặt, vậy không đều đúng không? Thành tướng mặt không liên tục, đúng không? Nghi ngờ là một tướng mặt không? Ở này gì? Không có tụ gì? Không tá tràng hả? Không có tụ không tá tràng. Thank you.
không rõ hả? Thấy không thấy cái gì? Cái khô mặt này nó nằm ở do thì gan bả lên. Cái hình ảnh này sau 30 phút. Sau 30 phút chúng ta thấy cái mặt có cũng là phổi đường mặt thêm ở dọc cái gan bả và trong cổ bụng. Hình ảnh sau 30 phút. Rồi chúng ta qua chấn thương ruột và mặt trên. Chấn thương ruột và keo thì thường là do chấn thương xương máu đặc biệt là do đạn. Thì có 4 dấu hiệu cảnh báo tới chấn thương ruột và mặt keo. Nhất là thâm nhiễm mỡ xương xuống, nhưng mà tồn như các cơ quan ruột là cục máu trên giáp, thành cục dày và khí truyền vô trong mô bụng. Chúng có các dấu hiệu vật diện như thành dày không liên tục, các cảm quan và khí ngoài đồ. Các dấu không vật diện như thành dày, thành dụng tăng quan bất thường, tụ liên mặt treo, khí sau bất mạng. Khí sau bất mạng khí đâu? Khí tử đâu? Khí tử đâu? Tử đâu? Tử đâu? Tử đâu? Tất cả. Đâu nữa? Dày là tầm trong bụng. Mà sao? Cái đồ dày. Đâu, cái đinh đâu vẫn nằm trong trong mặt, cái đinh trong mặt. Mình chạy lên, chạy xuống, đúng không? Nó chạy lên, chạy lên, chạy xuống, tầm thành quá, tầm trong cái mặt, đúng không? Nó bị thành quá rồi, đúng không? Khí sau cái mặt của tôi đâu? Tự tụ bên đâu? Chị của tất cả nó bị tất cả cái bệnh tất cả ở đâu nữa? Con thẩm đúng không? Hầu vỡ gan tụy, gan tụy là do cái khối tá tụy ha. Rồi này chúng ta thấy gì? Khí đâu là gì? Này không có chúng ta làm ra đúng không? Khí đây ạ? Thành ruột dày đúng không? Thành ruột tăng quan dày và có dịch quanh như này và nối được dịch thành tam giác giữa các bên ruột đó. Theo chân của nó cái tình nó thành dày tăng quan dịch quanh các bên ruột. Mặc dù là nhất
dấu thất mật là do đất mình treo, đúng không? Do đất mình treo nó tạo ra cái dấu thất mật, nhưng mà đất mình treo chúng ta không khó thấy đâu, thấy được trên đây quan hình ảnh dấu thất mật thôi ha. Đất mình treo nhìn thấy không? Không thấy được. Các công thương mình treo các đồng xe ba lô mình treo lên sân. Xe chúng ta thấy dấu tóc mặt mình treo đúng không? Từ tâm diễn mở mình treo ha. Tâm diễn dài. Đây là dấu tóc mặt mình treo. Thì có một tên dễ nhìn ra đúng không? Cái hình gì đó thì con thấy gì không? Con có thắc mặt ha. Nhớ ra bây giờ rồi kiểu thì con giáp ha, con là con giáp nè, dấu đặc hiệu của giờ mình giá trị của mình là dấu đặc hiệu trong cái sơ đồ đặc hiệu ha. Mình thấy ông thấy cái này là con giáp này. Này ha, có góp mặt ha. Bàng quang thì từ tổn thương do chấn thương do tiền pháp ha, tiền pháp là do tăng áp lực trong cái bàng quang, bàng quang căng ra không chịu nổi thì tổn thương bàng quang có thể là trong phúc mạc và ngoài phúc mạc, vỡ bàng quang trong phúc mạc và ngoài phúc mạc. Chúng ta qua được vơ sơ với giải phẫu bàng quang, đây là cái phúc mạc quanh cái quanh bàng quang, đây là bàng quang trực tràng, đây là trước xương cùng, phúc mạc trước xương cùng, đây là cái quang trước bàng quang hay là quang về xuất, ngay tới từ quang về xuất cái gì, tất cả quang này quang nằm trong bộ bụng cái gì. Con nằm trong ổ bụng, con nằm ngoài ổ bụng. Mình biết cái này, mình biết đọc vô, mình biết là xuất huyết vỡ bằng quang trong trong bụng mạc, vỡ bằng quang ngoài bụng mạc. Các chị ở đây là cái quang quanh bằng quang, quang bằng quang trực tràng. Đây là quang trước xương cùng. Các quan về xuất thì các quan nào là trong cái bụng, các quan nào ngoài cái bụng, quan bàng quang trực tràng và quan trong cái bụng giống như cái cuối cùng lục lan nữa là quan giữa tử cung và trực tràng đúng không? Bàng quang trong ổ bụng đúng không? Ngoài ổ bụng mình cuối cùng chúng ta là trong ổ bụng, ngoài ổ bụng trong ổ bụng chứ còn tất cả lại là ngoài ổ bụng nha. Đây nữ ta phân bên bàng quang, đây tử cung của giữa tử cung và trực tràng hay gọi là tử cung dục la ha. Đây là chỗ này là trong ổ bụng, trong ở ngoài trong này. Rồi đây giống như nam, đây là trước tử cung, đây qua nội sức nha, đây là trong ổ bụng gì ha. Thì trong bàng quang thì chúng ta có chụp thêm cái chụp bàng quang đường dòng, chỉ định khi những cái dấu hiệu trên CT
bình thường nghi ngờ sẽ vỡ xương chậu, có khi băng tôn phần bằng quan không liên tục. Cơ chế hoặc là những cơ chế những nghi ngờ những tổn thương bằng quan thì liên tục thì chúng ta pha 500 ml cái thuốc dùng trị cảm quan, chúng ta truyền 350-400 thuốc cảm quan theo cái áp lực qua cái sông Valley để cao rồi ha, chuyển qua sông Valley và chúng ta kẹp cái sông Valley lại thì để chữa các bệnh trong bằng quan. Thì nhất chúng ta quan thật chắc toàn là mở bằng quan mà thì đây là cái giải được gặp nhất thì do mở xương chậu xuyên thủng cái bằng quan. Thì mở bằng quan mà có thể đơn giản là giới hạn xung quanh bằng quan thôi. Mở bằng quan mà phức tạp thì nó lan xuống đùi bạn rất chậu. Đây ta dịch xung quanh bằng quan ha, thoát là thuốc bằng quan thoát quanh bằng quan. Đây là ngoài cái bụng đúng không? Đây là cái dấu hiệu, đây là loại dấu mua là thuốc là dấu hiệu ngân hàng đó. Đây là cái khoảng trước bằng quan, đây như cái mặt răng tỏa ra hai bên cái bằng quan như cái chân răng ha, cái dấu hiệu ngân hàng. Đây là cũng là đó là quan ngoài phúc mạc. Đây là thuốc thoát ra quanh quanh bằng quan. Đây là quanh về xuất. Đây là đâu? Đây là mặt sinh dục nè. Đây là đều. Đây là cái đùi ha, chính là cái đùi ha. Đây là cái điều. Đây chắc chắn là đây là vỡ bằng quan ngoài phúc mạc phức tạp ha. Rồi vỡ bằng quan trong phúc mạc thì sẵn có bằng quan trong túi thì không được tràn ha, xung quanh các vai đùi. Đây cái phần quan quanh các vai đùi xanh. Đây là mở bằng quan trong phúc mạc, trong ổ bụng. Anh chị chú ý là cái thuốc mà trong ổ bụng thường thường nó đậm độ nó thấp hơn thấp hơn là ngoài ổ bụng. Đây thấy không? Đậm độ nó cao, ngoài ổ bụng đậm độ nó cao hơn trong ổ bụng. Do sao các chị? Nó cho mình pha loãng hơn, cái bụng vẫn có dịch chứ, không có dịch rồi. À, đây mình thấy đậm không, đậm độ nó cao không đúng không? Đây là ngoài phúc mạc không? Đây quanh các cái ruột nè đúng không, thấy hai cái đậm độ khác nhau rồi nhá. Mở bằng quan ngoài phúc mạc ha, đúng không? Không có gì ha. Đây thường chụp cái chúng ta thấy tổn thương coi ra chúng ta thấy tổn thương như là phần mái đúng không, không rõ được trong ngoài phúc mạc đúng không, phần này đâu có ha. Và đây chúng ta thấy là trong phúc mạc ăn giữa các vai ruột này thấy gì các anh chị, thấy gì lạ không? Không mà thấy gì lạ không? Trong polyethylene này,
hơn thuốc kia đâu. Mình thấy gì đâu. Này xong ba lê nó sai vị trí hả? Nè bóng xong ba lê nằm lúc như này luôn. Thấy không chịu cái bóng xong ba lê nè. Nằm ngay trong dương vật luôn. Tâm thì đạo. Đây mình. Đây là gì? Xong ba lê hả? Đây là cái dấu gì? Dấu răng hàm đúng không? Nè. Nhìn qua mắt rồi không? Nãy giờ nhìn mình từ lâu từ trước. Ủa này gì chị? Siêu âm, chỉ tập xong qua đây, sai vị trí, đây là cái bằng quang, đây là cái xong qua đây, đây là không mất tụ. Như chị chúng ta thấy là nhiều chuyện. Thấy gì? Có mất tụ ha, có mất tụ cho bằng quang, có mất tụ cho bằng quang, có mất tụ ngoài bằng quang. Đúng không các chị? Nhìn mình quá rồi mà mất để thấp rồi quên. Rồi phần cuối cùng chúng ta phần chân lưng cơ bằng. Thấy
Vishra là cái gì biết không? Biết chẳng là gì, chẳng gì, tạm đồ đó là sao? Đúng rồi, bình thường là cái khó khoảng giữa cái tạng với cái sườn tạng trong nó không có tiếp xúc hình ảnh, là không có tiếp xúc trực tiếp với cái sườn sườn sau. Trên CT trên chỗ mình thấy thấy tạng bên một bên là một ba đề dạ không phải thì có thấy được dạ dày chẳng hạn, bên trái thấy không phải cái gan, bên trái hoặc bên trái thấy dạ dày hoặc là đại tràng tất cả thứ mà áp sát của thành sao mình thì là như là cái dấu này chúng ta phải đoán cái có bị tại cho mình luôn đây. Dấu cặp hiệu thì nó là trực tiếp lấy tặng cho mình được rồi. Và cái dấu của La Cha, dấu không cặp hiệu thì thấy cái cơ quan không liên tục về thành, về cơ quan hoặc là cái dấu ở bên trong Israel. Đây cái phần cơ quan, đây cái phần cơ quan. Đây cơ quan đó. Hai cái đồ vần thì tại sao người không thấy do nó tiếp xúc với trực tiếp với gan cùng mạch cổ chúng ta không thấy, nhưng mà ở trước thì nó do có mở xem và trong da tách ra chúng ta thấy được cái đồ vần ở trước. Đây là tất cả bát của đồ vần ở trước. Đây là cái bát của đồ vần ở trước. Đây các loại các dạng đất cơ bản thì cái dạng A thì gặp nhất. Đây cái quan truyền thống là thấy cái dạ dày trong lòng ngực đúng không? Đập trong mũi dạ dày thấy cái đường thẳng lên tới cái ngực. Ta nhìn cái chỗ cơ bản không biết là cái chỗ này trước cơ bản ở phía trước cơ bản sau sau cơ bản là lòng ngực. Đấy, ta không biết thôi những cái lưng ngực ở phía trước và trước cơ bản ở phía sau và sau cơ bản là nó trong lòng ngực. Ví dụ đây là ngực, đây là ngực, chúng ta chỉ cái cơ bản đó còn. Ngay ví dụ ta nhìn cái hình thấy gì đó chị? Ta rụt ha, dài dài.
đức trụ hoành bên phải, đức trụ hoành bên trái, cái này không ta trong nghĩa sót không hả? Đây là sai hả? Nhưng mà cái này là do xảo ảnh nên các chị xảo ảnh cho quỹ đồng tôi chụp lại đi. Cái bình thường nha. Rồi trên bên này chúng ta thấy sẹp kỳ phổ đúng không? Sẹp kỳ phổ thấy một cái Google đây mở mặt keo trong lồng ngực ta nghi ngờ có quỷ đúng không? Đây chúng ta cho một phút sẵn qua dạ dày trong lồng ngực ha. Đây là cái chỗ là chỗ gì? Chỗ colossal đúng không? Chỗ thắt eo này đúng không? Trên pin corona đúng không? Ha? Sagittal, chỗ corona này chỗ dấu này chỗ colossal cái gì ha? Còn này dấu này dấu cái gì nãy bạn nói nè đúng không? Bình thường nè nó có một khoảng cách giữa cái tạng với cái sườn sau, bây giờ tự nhiên thấy một khối này áp sát cái sườn sau à, nghi ngờ nó có bị đây đó. Tạng nó nằm trong đây, tạng nó nằm trong lòng ngực rồi. Chỗ này là ngực cái gì ha? Đây là bụng, ra là bụng rồi đó đúng không? Chỗ này là ngực, đây là ngực, các chị ha. Trước trước cơ hoành, ở phía trước cơ hoành, ở phía sau cơ hoành là lồng ngực. Các chị phân biệt ha. Còn đây là dấu điện bên trong fistula. Coi như cái tạng nằm sát cái phần sau. Thấy rõ các chị ha. Rồi kết luận thì siêu âm là đúng là phương tiện là ảnh đầu tiên trong chấn thương bụng. Tuy nhiên cái CT là phương tiện rất có giá trị để chẩn đoán phát hiện và các cái bị tổn thương trong chấn thương bụng. Và CT giúp đánh giá tổn thương, giúp theo dõi và giúp nhà lâm sàng tiên lượng quyết định phương pháp điều